Chào các bạn, kế bên mình đây là cái dòng TV OLED mà Sony họ vừa mới giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng TV Bravia A1. Thì cái dòng kế bên mình là dòng phiên bản 65 inch, ngoài ra thì còn một phiên bản nhỏ hơn là 55 inch nữa. Thì đối với dòng TV này, trước tiên điều bạn thấy đầu tiên đó chính là cái thiết kế của nó rất là phá cách. Sony họ sử dụng cái cảm hứng từ cái khung tranh. Thì ở phía trước này chúng ta sẽ thấy là nguyên cái TV này nó chỉ có một cái màn hình rất là lớn, thì nó sẽ cho phép là bạn tập trung vào những cái nội dung hiển thị trên TV mà không bị gọi là phân tâm bởi những cái chi tiết khác. Thì cái màn hình này thì bạn thấy là nó mỏng nhưng mà không quá mỏng, thì nó tạo nên cảm giác chắc chắn hơn so với lại những cái dòng TV OLED khác thì quá tập trung vào độ mỏng. Và ở phía sau lưng này chúng ta có một cái chân đế, thì trong chân đế này Sony họ tích hợp tất cả các cổng kết nối, ngoài ra thì họ còn tích hợp luôn cái chip xử lý X1 Extreme bên trong nữa. Thì có một điểm rất là đặc biệt của dòng TV A1 này, đó chính là nó sử dụng cái công nghệ âm thanh là Acoustic Surface. Thì công nghệ âm thanh Acoustic Surface này nó có điểm đặc biệt, đó chính là nó giấu cái loa cao và loa trung ở phía sau lưng cái tấm nền OLED này. Thì bạn nhìn bạn sẽ không thấy được cái loa ở đâu. Tuy nhiên khi mà bạn phát lên thì nguyên cái tấm nền OLED này nó sẽ biến thành một cái màn loa rất là lớn. Và cái loa siêu trầm thì được đặt bên trong của cái chân đế. Thì cá nhân mình khi mà mình xem cái TV này thì lúc đầu mình cũng không nghĩ là cái âm lượng nó lớn như vậy, nhưng mà thực ra khi mà mình sử dụng xong thì âm lượng nó rất là ấn tượng. Về chất lượng hình ảnh thì mình đánh giá cái TV này, đây là cái TV mà có chất lượng hình ảnh tốt nhất của Sony từ trước đến nay. Nó đạt được điều này là bởi vì nó sử dụng cái công nghệ tấm nền OLED với cái khả năng mà thể hiện màu đen rất là sâu, và từ cái màu đen đó thì nó sẽ cho phép là cái hình ảnh độ tương phản nó đẹp hơn. Ngoài ra thì cái dòng TV này nó sử dụng cái chip xử lý X1 Extreme của Sony, thì nó có những cái công nghệ xử lý độc quyền của Sony, thì nó cho phép là cái hình ảnh nó rực rỡ và đẹp hơn. Thì về phần màu sắc thì Sony năm nay họ vẫn tiếp tục giữ cái phong cách màu truyền thống của họ, tức là nó thiên về trung tính và tuy nó bắt mắt nhưng mà nó không quá rực rỡ. Và hãng họ tích hợp cho mình khá là nhiều cái tùy chọn mặc định để cho bạn điều chỉnh để phù hợp với là cái nội dung bạn xem, như là xem phim hay là xem truyền hình hay xem thể thao. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái tinh chỉnh nâng cao, thì những tinh chỉnh nâng cao này nó khá là phức tạp đối với là những bạn nào mà chỉ sử dụng thông thường mà thôi. Còn đối với những bạn nào có kinh nghiệm thì bạn có thể cân chỉnh nó cho phù hợp với lại cái gu mà xem phim của bạn. Thì dòng TV này là cái dòng TV mới nhất của Sony, cho nên nó cũng là được tích hợp cái hệ điều hành Android TV, và phiên bản này là phiên bản 7.0 mới nhất. Cũng cần lưu ý là do cái TV này nó sử dụng cái công nghệ tấm nền OLED cho nên độ sáng tối đa của nó không cao. Bởi vậy bạn nên cân nhắc khi mà sử dụng cái TV này ở những cái môi trường mà quá nhiều ánh sáng. Ngoài ra thì cái mức giá của dòng TV này chưa được Sony công bố. Tuy nhiên cái phiên bản 65 inch này ở nước ngoài thì hình như là khoảng 6.000 đô, và Việt Nam ít nhất là cũng cỡ trên 100 triệu. Cảm ơn các bạn.